Loa loa loa, dân chúng kinh thành nghe đây, Nhanh Trí hôm nay nhậm chức sứ giả triều đình, truyền lệnh vào video này triệu hồi những thiên tài tiềm ẩn của Việt Nam và thế giới, có đầu óc tư duy sáng tạo khoa học, yêu lịch sử, tự hào về dân tộc Việt Nam ta để trả lời các câu đố siêu hách não. Bạn nào tự tin thì quyết không giải hết đời không nể nha. Nào, cùng đến với câu đầu tiên chỉ dành cho những học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử thôi đây nè. Bạn có biết vị tổng thống từng lãnh đạo Mỹ xâm lược Việt Nam không? Là Obama hay Nixon? Quay ngược thời gian trở về thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ác liệt, Tổng thống Richard Nixon đã lãnh đạo quân Mỹ với chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, gọi là chính quyền Nixon. Họ đã áp dụng nhiều cách đô hộ, chiếm đóng vô cùng nguy hiểm, tàn bạo không từ nào diễn tả hết. Tuy nhiên, sau cùng tất cả âm mưu và kế hoạch tàn độc của Nixon đều bị thất bại cay đắng trước tinh thần chiến đấu của quân dân Việt Nam. Còn chần chờ gì nữa mà không thả ngàn like cho quân dân ta đi nào? Tinh thần mạnh như chiến binh sao vàng, tiếp luôn câu hỏi sau, nhưng cần lắm những tài năng thám tử Conan đấy. Trên thi thể của cựu tổng thống Mỹ Kennedy bị mất một bộ phận, theo bạn là cái gì? Cánh tay hay bộ não? Ôi, gì mà bí ẩn khiếp vậy? Dù bạn không biết ông ấy là ai thì chắc cũng tự hỏi điều gì đã xảy ra, bộ não của Kennedy đã bị mất nhé. Mặc dù thi thể của vị tổng thống Mỹ thứ 35 được an táng tại nghĩa trang quốc gia hẳn hoi, nhưng bộ não của ông đã bị mất tích từ năm 1966. Nhiều nghi vấn đặt ra nhưng sau cùng vẫn chưa tìm được chủ mưu và mục đích ăn cắp là gì. Còn nếu khó quá thì mình bỏ qua, chỉ cần thật sự thông thái thì có thể trả lời câu hỏi tiếp theo nè. Donald Trump là vị tổng thống Mỹ đầu tiên không làm gì, bạn biết không? Không nuôi thú cưng hay không đi du lịch? Bạn sẽ bất ngờ cho mà xem khi biết Donald Trump là vị tổng thống Mỹ đầu tiên sau 125 năm không nuôi thú cưng trong Nhà Trắng. Chẳng biết ông có mối thù hằn gì với động vật hay không, mà từ khi làm chủ Nhà Trắng chưa bao giờ xuất hiện một sợi lông thú cưng nào trong nhà. Vị tổng thống kỳ lạ, đặc biệt trong lịch sử là đây chứ đâu. Mà mình hay có thắc mắc, tổng thống và chủ tịch nước chức vụ nào cao hơn các bạn nhỉ? Bạn nào biết, khai sáng giúp Nhanh Trí với. Nhờ sự trợ giúp của chị Google, mình mới biết cả hai chức vụ đều cao ngang nhau nhé các bạn. Ở các nước dân chủ cộng hòa như Việt Nam thì chủ tịch nước là người đứng đầu một nước, còn ở các nước có chế độ quản lý theo chế độ tổng thống thì tổng thống là người đứng đầu nhà nước và cũng là người đứng đầu chính phủ như ở Mỹ hay Anh nè. Hóa ra là thế mà cứ nhầm mãi. Thôi, bao giờ được làm tổng thống thì biết liền. Thì còn giờ trở về thế giới YouTuber cho lành, bạn có biết PewDiePie không? Anh ấy là YouTuber nổi tiếng về gì? Video chơi game hay đi du lịch? PewDiePie không phải là một cái tên xa lạ hay bí ẩn đối với những người yêu thích YouTube. PewDiePie chính là một nhà bình luận game nổi tiếng trên YouTube, hay đối với những người không chơi game cũng đã đôi lần nghe đến tiếng tăm của streamer này. Bởi vì sao thì đến ngay câu hỏi số 6 nhé. Bạn có biết tính đến nay kênh YouTube PewDiePie có bao nhiêu lượt người theo dõi không? Trời đất ơi, tính đến đúng thời điểm mình làm, đã có tận 111 triệu người theo dõi. Lúc các bạn đang xem thì không biết là bao nhiêu nhỉ? Đặc biệt, anh là người đầu tiên nhận nút Ruby của YouTube luôn đấy. Ngưỡng mộ u mê chữ E kéo dài. Nhanh Trí bây giờ chỉ muốn order pizza, cà phê trứng, thêm ly macchiato. À, có thêm nút vàng nữa thì xuất sắc cái đầu phải lắc. Và để cái sự kiện này hoành tráng VIP Pro hơn nữa thì sắp tới Nhanh Trí có nhiều món quà muốn tặng tri ân fan qua trò chơi mini game gì đó mà chưa biết làm thế nào. Các bạn muốn tổ chức như nào, quà gì thì nhắn Nhanh Trí nha. Hiến kế đi rồi quay lại đường đua nè. Ai muốn giỏi như Tổng thống Donald Trump phải biết thứ ông ghét nhất là gì, ATM hay hoa? Bạn sẽ phải trợn tròn mắt khi biết Donald Trump rất ghét ATM đấy. Bình thường ai cũng thích ATM, nhưng Tổng thống Trump thì không. Ông ghét đi đến máy ATM để rút tiền vì đơn giản ông sợ bị lừa, buồn cười không cơ chứ. À mà các bạn ơi, có nhiều người dù ở tuổi đời còn rất trẻ mà được làm nguyên thủ quốc gia đấy. Vậy bạn có biết nguyên thủ quốc gia trẻ nhất thế giới ở nước nào không? Hàn Quốc hay Triều Tiên?
thú vị thật. Ông Kim Jong-un là nguyên thủ quốc gia trẻ nhất thế giới, nhà lãnh đạo của đất nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ông chả tiết lộ gì mà người ta chỉ ước tính được ông khoảng 33 hoặc 34 tuổi thôi. Ôi, quá là trẻ luôn. Vậy mình cũng sắp có thể ư? Ha ha. Nào, tỉnh mộng đi, triệu hồi những thiên tài khoa học trả lời câu đố tiếp theo đây. Bạn biết nhà bác học Newton không? Ông ấy bị quả gì rơi trúng đầu, lê hay táo? Một ngày mùa thu, Newton ngồi trên chiếc ghế trong vườn hoa đọc sách. Bỗng nhiên, một quả táo từ cây rơi xuống bịch, một tiếng trúng đầu Newton. Từ quả táo đó, nhà bác học sáng tạo ra định luật vạn vật hấp dẫn, có nghĩa là mọi thứ xung quanh ta đều có lực thu hút nhau, như trái đất quay quanh mặt trời, con người ta đi trên mặt đất được này, vân vân. Thật thú vị phải không các bạn? Đấy, bạn nào vừa học giỏi khoa học, vừa tinh mắt thì còn đỉnh hơn nữa nhỉ? Nào, cùng đoán xem người phụ nữ trong bức tranh nổi tiếng thế giới tên là gì nhé? Mona Lisa hay Lalisa? Người phụ nữ trong bức hình chính là nàng Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci chứ còn ai. Và đây cũng là bức tranh đắt giá nhất mọi thời đại, đã đem lại cho nhân loại một kiệt tác để đời đấy các bạn. Ui, bật mí một chuyện, đó là tổng thống cũng như vua chúa ngày xưa nha các bạn ơi, thường có rất nhiều vợ đấy, bí mật nha. Tổng thống nào ở Mỹ có 3 đời vợ, đố các bạn biết, Donald Trump hay ông Obama? Vừa tài giỏi vừa đào hoa, Donald Trump đã khiến thế giới một phen trầm trồ. Oh wow, khi có tới 3 đời vợ. Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump còn có rất nhiều bóng hồng vây quanh. Tất nhiên là ly hôn với 2 đời trước rồi và hiện nay ở với người vợ thứ 3 nhé. Đặc biệt, người vợ thứ 3 có một cậu con trai siêu phẩm khiến các bạn tuổi teen mê đứ đừ nè. Hiểu, chỉ 5% bạn có đầu óc các nhà khoa học mới giải được câu đố tiếp theo này. Đố bạn nhận ra đây là nhà bác học lừng danh thời đại có tên là gì? Biết sớm thì càng sớm làm nhà khoa học nè, đó là thiên tài lỗi lạc Einstein, người có bộ râu tóc khá đặc biệt nên dễ nhớ mà. Sau này càng lớn các bạn sẽ càng thấy được những phát minh để đời của Einstein có giá trị ra sao, nhưng có một điều đặc biệt đó là ông bị khuyết tật trong thời thơ ấu, không thể nói cho đến khi lên 3 và không thể đọc được cho đến khi ông lên 8, quả thật rất phi thường. Còn nếu bạn muốn làm tỷ phú thế giới trong thời gian sớm nhất thì đến câu 13 nha. Vị tỷ phú thế giới nào sau đây có IQ cao hơn, Elon Musk hay Bill Gates? Hàng triệu người tò mò và giờ bạn biết thì chứng tỏ bạn quá may mắn đó. Chỉ số IQ thông minh của Bill Gates được ước tính và thống kê là 160, có phần nhỉnh cao hơn Elon Musk một chút là 155. Tuy thế, cả hai đều không phải là người bình thường bởi họ quá khác thường và quá tài giỏi rồi. Tiếp theo là một câu đố chỉ dành cho các fan chân chính của Blackpink thôi nha. Thành viên Jisoo có khả năng đặc biệt gì? Hát giọng tóc hay nói tiếng bụng? Trong một lần xuất hiện trên chương trình Radio Star, nữ ca sĩ đã thể hiện kỹ năng nói chuyện khi ngậm miệng. Đây gọi là nói tiếng bụng nha. Cô ấy nói, xin chào tôi là Jisoo, một cách hoàn hảo khiến các MC ai nấy đều châm trồ. Và bạn nào là fan cứng cựa của Blackpink thì bơi hết vào đây nhé. Thành viên Lisa gốc là người nước nào, Mỹ hay Thái Lan? Với gương mặt lai Tây nhưng thật ra là người gốc Thái Lan, cô nàng Lisa là cái tên hot nhất nhì Blackpink khi trở thành gương mặt đại diện cho hàng loạt thương hiệu đình đám. Đặc biệt, khả năng ca hát và vũ đạo của Lisa làm fan mê như điếu đổ. Ôi, video hôm nay choáng ngợp quá. Toàn nhân vật tài giỏi có sức ảnh hưởng đối với thế giới, nhưng thời lượng phát sóng hết rồi. Các bạn đừng quên subscribe cho nhanh trí nhé.